nhằm phục vụ hiệu quả công tác phòng chống các loại tội phạm về trật tự xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tháng 6 năm 2015, Công an phường Bà Lao, thành phố Bảo Lộc đã triển khai hệ thống camera giám sát tình hình an ninh trật tự tại các khu trọng điểm trên địa bàn. Qua thời gian thực hiện việc lắp đặt camera tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự đã được cải thiện đáng kể, và mô hình này được sự hưởng ứng đồng tình của các cấp chính quyền địa phương và người dân, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Phường Bà Lao, thành phố Bảo Lộc là một địa bàn đông dân cư với 14 tổ dân phố, gần 3.000 hộ dân và trên 11.700 nhân khẩu. Với đặc điểm toàn bộ hệ thống đường giao thông, đường dân sinh đều tập trung về 8 khu vực nút giao thông trọng điểm nằm trên địa bàn phường. Do vậy, công tác quản lý địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn. Tình trạng mất an ninh, trật tự tại các khu dân cư xảy ra thường xuyên, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình trên, Công an phường Bờ Lao là đơn vị đầu tiên của Công an thành phố Bảo Lộc đã chủ động triển khai ứng dụng, thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trật tự ở khu dân cư bằng hình thức vận động các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn cùng đóng góp kinh phí lắp đặt. Mô hình này thì căn cứ trên cái đặc thù cái đường giao thông của cái địa bàn phường Bà Lao gồm những cái tuyến đường gom, nên là chúng tôi là đề xuất đặt các cái camera giám sát tại các cái khu vực đường gom ngã tư, ngã năm, ngã ba ở trên cái địa bàn phường. Rất đáng mừng là sau khi chúng tôi tổ chức cái hội nghị phát động xây dựng cái phong trào thì được đa số đông đảo quần chúng nhân dân đánh giá cao và đồng thuận trong đóng góp hỗ trợ kinh phí để xây dựng mô hình. Và trong cái thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện với cái mô hình là giám sát ở các hộ dân, giám sát ở các cái cơ quan đơn vị trường học và giám sát đối với các cái nhà trọ thuê trên địa bàn. Trên địa bàn phường Bà Lao hiện có 8 camera an ninh tại các điểm nóng an ninh trật tự, các tuyến đường đen về an toàn giao thông và ở các khu nhà trọ cho thuê. Tất cả những đường truyền từ camera ở các hộ dân, các tuyến đường đều được truyền về công an phường. Nếu phát hiện nghi vấn có đối tượng đang hoạt động, cán bộ chiến sĩ trực ban sẽ thông báo qua máy bộ đàm cho tổ tuần tra phối hợp của công an phường, lực lượng bảo vệ dân phố đến ngay để điều tra, xử lý. Tôi nhận thấy là cái mô hình camera này thì nó cũng giảm thiểu cho được một cái số cái giống như là cái tệ nạn của xã hội, giống như là về tình hình mà cái giao thông nên với lại cái trật tự của đối với lại những đối tượng thanh thiếu niên mà thường hay tập trung ấy là quậy phá thì nó mặc dù là nó không hết được nhưng mà nó cũng hạn chế, nó cũng giảm thiểu bớt đi. Từ ngày mà có cái hệ thống camera giám sát này thì tình hình trật tự an toàn xã hội và giao thông ở địa bàn chúng tôi là giảm đi rất nhiều, bà con nhân dân chúng tôi hết sức phấn khởi. Việc lắp đặt camera giám sát an ninh tại phường Bình Lao, thành phố Bảo Lộc được chính quyền và người dân địa phương đánh giá rất tích cực, đạt hiệu quả cao trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội. Cũng theo người dân đang sinh sống tại phường Bình Lao, việc lắp đặt camera là cần thiết cho những khu vực phức tạp. Nhờ có các camera, người dân tự ý thức điều chỉnh hành vi của mình cho đúng khuôn khổ văn hóa, pháp luật, đặc biệt hỗ trợ trong việc giữ gìn an ninh trật tự cho khu phố. Qua cái lắp camera này là kịp thời phát hiện và xử lý một số cái hành vi phạm của các đối tượng. Sắp tới, trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ chỉ đạo triển khai rộng rãi mô hình này. Thì trong cái việc thực hiện mô hình này thì hiện nay về nguồn kinh phí thì ra là tính chất là vận động quần chúng tham gia giống như cái mục đích của phong trào và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Thì qua cái thực tế là chúng tôi sẽ triển khai cái mô hình này trong rộng khắp cái địa bàn trọng điểm. Việc lắp đặt camera an ninh tại các khu phố trên địa bàn phường Bờ Lao, thành phố Bảo Lộc bước đầu đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết nhanh những vụ việc mới phát sinh ngay từ đầu. Đây là mô hình chứng minh được hiệu quả trong việc hỗ trợ lực lượng công an và sử dụng khoa học công nghệ kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn, giúp người dân và công an thuận lợi hơn trong việc phối hợp và kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc phạm pháp hình sự. Điều đáng quý nữa là từ mô hình này đã nâng cao hơn nữa sự đồng thuận, chung sức của người dân cùng lực lượng chức năng bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống.